ông lai sâu riêng được ví như ngựa hoang bất kham vũ duy khánh thử sức một cuộc chơi mà anh nắm chắc phần lỗ vì không cần làm phiền đến nhà tài trợ nào nhưng muốn chiến một lần xem sao và dù lai like sâu vũ duy khánh tình cờ trùng lịch với sâu trả nợ khán giả của quang hà vì sự cố cháy cung việt sô nhưng khán giả vẫn đến xem khá đông nhiều người còn bay từ hải ngoại về cổ vũ anh lần đầu thử thách mình với dòng nhạc bolero vũ duy khánh khiến nhiều người tò mò nhưng giọng hát của anh chưa thực sự đủ hấp dẫn để khán giả cổ vũ nồng nhiệt như các bản hít quen thuộc như vợ tuyệt vời nhất vợ yêu. Tuy nhiên, điều đó cho thấy nỗ lực không nhỏ của Vũ Duy Khánh trong việc làm mới bản thân. Màn kết hợp của Vũ Duy Khánh với Dương Hoàng Yến trong ca khúc Xin lỗi anh, hay đam mê cùng Tuấn Hưng, với sự hỗ trợ ban nhạc đã mang lại những ấn tượng cho người xem, đặc biệt với ca khúc một mình của nhạc sĩ Thanh Tùng. Vũ Duy Khánh cho thấy hóa ra khi thoát, khỏi những ca khúc đôi khi hơi sướt mướt, dễ mủi lòng vì yêu đương. Chia ly thì những lời ca sâu sắc Vũ Duy Khánh vẫn có thể hát say đắm và bắt tai. Khoảnh khắc ám ảnh nhất của đêm nhạc là Vũ Duy Khánh hát ánh mắt của cha và lần đầu công bố những clip diễn cải lương của bố mình cùng hình ảnh anh khi còn nhỏ nghịch ngợm đứng bên bố. Nghệ sĩ ưu tú Minh Hải, nghệ sĩ cải lương nổi danh một thời, nghẹn ngào trong nước mắt. Vũ Duy Khánh bảo vì trận đòn khi còn nhỏ bố đánh tại nhà hát lớn khi anh lấy đồ hóa trang của ông nghịch ngợm, nên hôm nay quay về nơi có kỷ niệm này để thực hiện lời hứa và tri ân người bố kính yêu. Không chỉ hát, Vũ Duy Khánh còn chịu khó trò chuyện với khán giả. Anh bảo cuộc sống dù thế nào thì vợ cũ vẫn là người tuyệt vời nhất, không thuê vu công múa minh họa. Live Sâu Khánh 30 lấy âm nhạc được làm chủ đạo dưới bàn tay của tổng đạo diễn Tú Dưa, giám đốc âm nhạc Thanh Bình. Các khách mời gồm Tuấn Hưng, Đạt G, Dương Hoàng Yến, Lê Trinh với giọng hát của mình ít nhiều giúp sức để Vũ Duy Khánh, chủ nhân đêm nhạc trở nên đa dạng hơn trong mắt người xem. Dù Vũ Duy Khánh hát còn phô một vài tiết mục mở màn, nhưng đại đa số khán giả đến thưởng thức chương trình đều hài lòng. Khi chứng kiến một Vũ Duy Khánh khác với những gì họ thấy bao năm qua, live show lần này như một cột mốc để những ai đã yêu giọng hát vũ duy khánh tiếp tục mong chờ vào những thay đổi và thử thách trong âm nhạc mà nam ca sĩ thử sức trong thời gian tới